Phần đầu của một chiếc xe tải gần như đã nát bét sau tai nạn liên hoàn tại một ngã tư trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 18 tháng 4 năm 2021, xe tải do một tài xế 28 tuổi ở xã Hiếu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển đang chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Đến ngã tư có tín hiệu đèn đỏ và phía trước có 5 ô tô khác đang dừng, xe tải bỗng tông mạnh vào một xe đầu kéo do một tài xế ở tỉnh Nam Định điều khiển. Cú va chạm khiến 4 xe ô tô bị tông liên hoàn vào đuôi nhau và bị hư hỏng. Tài xế 28 tuổi bị kẹt trong cabin, được người dân cùng lực lượng chức năng dùng các phương tiện giải cứu ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Công an thị xã Đông Hòa đã phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.